Đây, thứ mày muốn đây. Cầm lấy rồi để cho tao với bạn tao yên. Cái chuyện đấy mày không phải nghĩ bây giờ đâu. Bác sĩ dặn là bây giờ mày cần phải nghỉ ngơi đi. Mày bảo tao đàn bà á? Ừ, tao đàn bà đây, tao đàn bà đây thì sao? Thì đàn bà mới đi chơi với cái loại con dở hơi thần kinh như mày. Suốt ngày đi lo chuyện bao đồng, chuyện của mình thì đếch lo. Thế thì mày đọc đi. Chưa ăn ý thì lấy tiền người ta bố thí cho mà mang đi mà mua đồ ăn, ngồi đấy tỏ ra thương hại cho ai xem hả? Ai xem? Anh ơi, cho em xin cái mẻ cha mày. Mày thích lấy chiếc mẹ mày không? Sắp đến mùa đông rồi, chị đem cho em cái chăn cho đỡ lạnh. Em cảm ơn chị. Ngày nào chị cũng cho em đùa. Này, hỏi thật nhá, ngày nào cũng nhận đồ như thế thì còn thấy nhục không? Chưa ăn ý thì lấy tiền người ta bố thí cho mà mang đi mà mua đồ ăn, ngồi đấy tỏ ra thương hại cho ai xem hả? Ai xem? Ơ cái con điên này, sao lại lấy của tao? Em ăn tạm, đưa đón nhá. Mày như con điên đi. Suốt ngày mày đi lo cho nó ấy. Lúc mày bị làm sao có ai lo cho mày không? Hả? Hay có mỗi mình tao? Lúc mày bị cắm sừng chi chít lên đầu ấy thì ai ở bên cạnh mày? Thế mà bây giờ mày nỡ giật bánh mì của tao mày đi cho cái thằng ý à? Thì bây giờ tao mua cho mày cái khác, được chưa? Có cái bánh mì mà cứ như thằng đàn bà ấy. Cái gì? Mày bảo tao đàn bà á? Ừ, tao đàn bà đây, tao đàn bà đây thì sao? Thì đàn bà mới đi chơi với cái loại con dở hơi thần kinh như mày. Suốt ngày đi lo chuyện bao đồng, chuyện của mình cứ đếch lo. Mày bị làm sao đấy? Mi, mày bị làm sao đấy hả Mi? Mi! 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 Mà anh đi cùng với anh đừng hả? Mày hỏi bạn tao làm gì? Mày muốn tiền của nó đúng không? Tao nói cho mày biết để mày không hy vọng nữa là bạn tao sẽ không bao giờ ra đây nữa, mày hiểu chưa? Tại sao mà chị lại không thấy nữa? Bạn tao bị mù. Tại sao chị lại bị mù hả anh? Mày vẫn chưa tôi à? Tao nói bị mù là bị mù, mày có hiểu không? Đây, thứ mày muốn đây. Cầm lấy rồi để cho tao với bạn tao yên.
Khang, tao nhìn thấy mày rồi. Tao nhìn thấy mày rồi. À này, bác sĩ có nói ai là người hiến giác mạc cho tao không? Cái chuyện ấy mày không phải nghĩ bây giờ đâu. Bác sĩ dặn là bây giờ mày cần phải nghỉ ngơi đi. Ê, mày cứ nói cho tao đi. Với lại sao người ta lại chết đấy? Tao muốn đến để cảm ơn với động viên gia đình và người ta nữa. Thế thì mày đọc đi. Chị My, khi chị nhận được lá thư này, em đã đi sang một thế giới khác rồi. Chị là người tốt nhất mà em đã từng gặp. Người tốt như thế thì xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Nếu ông trời cướp đi của chị đôi mắt, thì em xin được gửi đôi mắt của em cho chị. Em là một đứa không có gia đình, không nhà cửa, chân tay tật nguyền, không làm được gì cho đời. Thì thà để đôi mắt của em giúp chị làm được những việc ý nghĩa hơn trong cuộc sống. Chị hãy thay em sống một phần đời còn lại của em. Xin lỗi vì tao đã có ác cảm với em ý, lại còn chê bai lòng tốt của mày nữa. Nhưng mà bây giờ mày hãy cố gắng sống nốt các phần đời của em ý nữa nhé. Chị cảm ơn. Chị hứa sẽ giữ gìn đôi mắt của em thật tốt. Okay. Phòng họp của Đức 321 cầu diễn. Chị My, khi chị nhận được lá thư này, em đã đi sang một thế giới khác. Chị là người tốt nhất mà em đã từng gặp. Người tốt như thế thì xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn. Nếu ông trời cướp đi của chị đôi mắt, thì em xin được gửi đôi mắt của em cho chị. Em là một đứa không có gia đình, không nhà cửa, chân tay tật nguyền, không làm được gì cho đời. Con ngày mai thì khoảng 2-3 em vẫn đang buồn cười. Mày dư nhá, con mày dư nhá. Mày giải trí đóng kinh cảm động. Mày dư là vì ai nhá. Rồi ok không chưa? Cho cắt cơ đi.